Này con gái, hãy nghe ba mẹ lần em mãi ra đời đôi tay siết tay chồng con rồi cũng là cuộc sống riêng tổ ấm ngoài của bản thân mình. Con đâu còn cơ hội để ngồi khoanh tay chuyện trò nghe cha mẹ nói những điều đã rất xa xưa. Nói đi nói mãi nhưng có bao nhiêu đứa con nghe và làm thiệt đâu. Cơm nhà con được ngồi ăn, cơm thiên hạ con phải cúi mặt vẫn tay mới được ăn. Người ta khổ vì yêu không đúng lúc, mơ sai duyên và luyến ái nhầm người. Người quan tâm đến lợi ích cá nhân thì khó có chỗ đứng cao, người quan tâm đến lợi ích chung của tập thể thì họ mới có giá trị lâu bền và sự nghiệp họ được. Người vì điều gì mà quá lại với con, chắc chắn người vì điều gì mà ở lại đồng hành với con thì chắc chắn sẽ tiếp tục vì điều ấy mà phát triển với con. Người giải quyết được khó khăn chung của nhiều người trong một tổ chức là người có sức ảnh hưởng tích cực, nên họ sẽ nhìn thấy đâu là vấn đề của người, đâu là mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời họ. Em sẽ theo chồng về dinh xa, bỏ quên anh những buổi chiều công sở. Vẫn nắng, vẫn mưa, mặt trời kia vẫn mọc, vẫn con đường đá sỏi gọi tên em. Em bỏ đi, phố vẫn còn thanh nắng, em bây giờ đã khác của em xưa. Còn nhớ thương hay tìm quên chi nữa, năm tháng qua mắt xanh môi còn mềm, ác giận vẫn rất yêu. Cái liếc ngày xưa nhìn sao mà thương thấy thật đẹp thay giữa mơ hồ. Mỗi người định nghĩa hạnh phúc một cách khác nhau. Đối với thiếu nhi thì hạnh phúc chính là đạt được bảng điểm tốt, được ba mẹ thưởng cho những món quà ao ước. Đối với người trưởng thành thì hạnh phúc chính là có được sự nghiệp thăng tiến, một gia đình êm ấm, đạt được mục tiêu gì đó mà thời niên thiếu chưa có được. Còn đối với người lớn tuổi thì hạnh phúc chính là sức khỏe để được ngày ngày quần quay bên con cháu. Và hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn trong cuộc sống. Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chín chiến làm sao bước sông hành, anh chỉ e ngại gió lay đổ tâm xuân vừa nghe. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết em đang chờ. Hoa cười anh chẳng mong gặp.
khắp bên trong khỏi hờn duyên ma. Mắt rào rạt sóng tuổi ngọc xuân son nếp ngả nghiêng trắng trường anh cao phút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn tắm còn gì cho trong vòng tay chiều mến cho anh ước vọng đăng trình nửa vầng trăng thề kể từ ngày anh đi